Chào các bạn, chắc hẳn là các bạn đã rất bất ngờ khi mà thấy Thu Hà xuất hiện tại 8 điện máy đúng không nào? Nhưng mà các bạn sẽ còn bất ngờ hơn với những thông tin thú vị Thu Hà sẽ cùng đem đến ngay bây giờ. Nào, khám phá ngay thôi. Một cô bé 15 tuổi có tài khoản Twitter là Dorothy đã biết cách vận dụng sự phát triển của công nghệ Smart Home để lách khỏi sự cấm vận của mẹ mình bằng cách là lên Twitter bằng tủ lạnh thông minh. Mẹ của cô bé vì không muốn cô dành quá nhiều thời gian vào mạng xã hội nên đã cấm cô dùng điện thoại. Đỉnh điểm là trong một lần nấu ăn, vì mất tập trung mà Dorothy đã làm cháy bếp. Nhưng cô bé này chính xác là một gương mặt vàng trong làng nhiều nghị lực, quyết không bỏ cuộc trước khó khăn. Mẹ cấm điện thoại thì cô bé lên mạng bằng máy chơi game Nintendo DS. Mẹ cấm Nintendo DS thì cô bé tìm đến máy chơi game Wii U. Và đến lúc mẹ tịch thu luôn Wii U thì bé chuyển qua chơi với tủ lạnh. Và các bạn có biết đó là tủ lạnh của hãng nào không? Là LG. Tính ra thì nhà cô bé cũng có điều kiện ha. Trong một lần xuất hiện trên mạng xã hội, Dorothy đã gửi tweet từ chiếc tủ lạnh thông minh LG của gia đình với nội dung: "Tôi đang nói chuyện với tủ lạnh vì mẹ lại tịch thu tất cả các thiết bị điện tử của tôi." Phía LG khi mà được hỏi thì đã không đưa ra bất kỳ bình luận nào. Thế nhưng trang web của hãng này cũng đã xác nhận là mẫu tủ lạnh nhà Dorothy đang sử dụng có khả năng vào mạng xã hội. Thông báo về thiết bị đăng tin trên Twitter cũng đã xác nhận nó được gửi bằng thiết bị này. Sau khi được lan truyền, dòng tweet của cô bé đã đạt được là hàng ngàn lượt tương tác. Hàng chục ngàn người dùng Twitter cũng đã tham gia cuộc vui, đăng dòng tweet yêu cầu mẹ cô bé cho phép cô quay trở về với mạng xã hội, cùng với hashtag là Free Dorothy. Tiếp theo là một tin vui dành cho những fan của bóng đá nước nhà. Đó là trận đấu lượt đi trong khuôn khổ vòng loại World Cup 2022 giữa tuyển Thái Lan và Việt Nam vào ngày 5 tháng 9 tới đây đã được mua bản quyền bởi công ty Next Media, một công ty chuyên về lĩnh vực nội dung số. Nếu các bạn còn nhớ thì Next Media cũng từng mua bản quyền AFF Cup 2018 và hai trận của tuyển Việt Nam tại Kings Cup 2019. Hiện tại họ đang đắn đo trong việc lựa chọn một đơn vị truyền hình để sản xuất và phát sóng trận đấu. Đó có thể là VTV hoặc là VTC. Theo các bạn thì VTV hay là VTC sẽ được Next Media chọn mặt gửi vàng. Hãy cùng để lại bình luận bên dưới nha. Ngoài ra, trước đó không lâu, 4 trận sân nhà vòng loại World Cup 2022 của đội tuyển Việt Nam cũng đã được Next Media mua bản quyền phát sóng. Lịch cụ thể là Việt Nam sẽ đối đầu với Malaysia vào ngày 10 tháng 10 năm 2019, UAE vào ngày 14 tháng 11, trận lượt về với Thái Lan ngày 19 tháng 11 năm 2019 và trận gặp Indonesia ngày 4 tháng 6 năm 2020. Wow, hấp dẫn quá đúng không nào? Các bạn đã sẵn sàng TV chưa? Còn nếu như bạn nào mà chưa có TV thì chúng ta ghé ngay điện máy xanh trình liền một chiếc. Nhắc tới TV thì mới đây, một hãng điện thoại cũng khá là nổi tiếng là OnePlus vừa tiết lộ kế hoạch ra mắt hàng loạt Smart TV mới. Với logo một cộng quen thuộc kèm theo chữ TV, tượng trưng cho dòng sản phẩm của thương hiệu mới. Theo kế hoạch, OnePlus sẽ trình làng nhiều dòng Smart TV khác nhau. Loại màn hình sẽ là LCD hoặc là OLED, kích thước màn hình từ khoảng 43 đến 75 inch và giá bán sẽ tương ứng với kích thước màn hình. Cũng theo những báo cáo trước đó cho thấy, OnePlus đã lên kế hoạch cho ra mắt những chiếc Smart TV đầu tiên vào cuối tháng 9 này. Đó có thể là ngày 26 tháng 9 trong một sự kiện diễn ra tại Ấn Độ. Sau đó thì những chiếc OnePlus TV sẽ được lên kệ tại thị trường Ấn Độ, Hoa Kỳ, nội địa Trung Quốc với mức giá cực kỳ cạnh tranh. Nhiều người thường nói là hiện đại thì hại điện. Câu nói này không phải lúc nào cũng hợp lý, tuy nhiên lại khá thuyết phục trong trường hợp của những chiếc lò nướng thông minh đến từ hãng Chun. Theo một người dùng gặp sự cố, lò nướng của anh ta đã tự động bật vào khoảng 2 giờ 30 phút sáng và làm nóng nhiệt độ xung quanh lên đến hơn 200 độ C trong nhiều giờ. Và phải 4 tiếng sau đó mới được phát hiện, cảnh tượng lò nướng tự bật lên và thắp sáng toàn bộ không gian bếp tối tăm đã được camera trong nhà ghi lại. Và không chỉ có người dùng kể trên, còn nhiều người khác cũng gặp phải trường hợp tương tự. Chiếc lò nướng thông minh Chun được quảng cáo là dùng camera và thị giác máy tính để xác định thực phẩm đang đặt bên trong, đa chức năng và hỗ trợ điều khiển từ xa qua ứng dụng trên điện thoại, cho phép người dùng cài đặt nhiệt độ nấu ăn cũng như phát trực tiếp hình ảnh thức ăn đang được nấu bên trong nhờ vào camera tích hợp. Về phía công ty Chun cho rằng sự cố có thể xuất phát từ người dùng và trường hợp khách hàng đã vô tình mở ứng dụng trên điện thoại và bật lò nướng, hoặc cũng có khả năng là do trợ lý ảo Alexa của Amazon đã tự kích hoạt thiết bị chứ không phải là do lỗi của lò nướng.
Dĩ nhiên là các khách hàng gặp sự cố không đồng tình với cách giải thích này. Dù sao thì phía Jun cũng đã trấn an họ bằng cách là đổi mới sản phẩm và đưa ra lộ trình cập nhật ứng dụng điều khiển vào tháng 9 này, đồng thời cũng làm việc thêm với phía Amazon để tìm hiểu nguyên nhân. Và đó là tất cả thông tin của 8 điện máy ngày hôm nay. Cảm ơn các bạn đã cùng theo dõi. Xin chào và hẹn gặp lại!